Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Trong cái video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể chiếu được cái màn hình điện thoại của mình lên chiếc TV của gia đình nhà các bạn nhé. Thì với cái cách này thì các bạn sẽ không phải lo lắng khi các con em của các bạn nhìn vào chiếc điện thoại quá lâu sẽ dẫn đến hại mắt, và cái âm thanh mà các thầy giáo, cô giáo giảng giải cho thì sẽ không nghe thấy. Thì cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn chiếu cái màn hình điện thoại này lên chiếc TV. Và hiện tại của mình đây đang cầm chiếc điện thoại Oppo. Thì với cái cách hướng dẫn này của mình thì các bạn có thể áp dụng được cho các dòng điện thoại như Oppo, Vivo, Realme hoặc Redmi nhé các bạn nhé. Hầu như là tất cả các dòng điện thoại Android. Để làm được điều này thì đầu tiên các TV của nhà các bạn cần phải kết nối được các mạng Wi-Fi. Và chiếc điện thoại của mình đang cầm đây cũng cần phải có kết nối cái mạng Wi-Fi nhé các bạn nhé. Và mình cũng đã kết nối mạng Wi-Fi rồi. Còn các bạn nào mà chưa kết nối mạng Wi-Fi thì các bạn sẽ vào cái phần cài đặt cho mình này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống cái phần mạng này cho mình này. Và các bạn sẽ kéo sang bên phải này. Các bạn sẽ chọn sang bên phải này. Và các bạn sẽ chọn vào cái ô cài đặt mạng này nhé các bạn nhé. Đó, khi các bạn chọn vào ô cài đặt mạng rồi thì các bạn sẽ chọn mạng Wi-Fi của mình nhé. Như của mình đây, mình sẽ chọn vào mạng Wi-Fi này. Đó, và mình sẽ ok. Vậy là mình đã chọn vào cái mạng Wi-Fi rồi nhá. Và trên chiếc điện thoại của mình đây thì mình cũng đã kết nối Wi-Fi rồi nhá. Đấy, các bạn để ý này, của mình cũng đã kết nối Wi-Fi rồi nhá. Khi mình đã kết nối Wi-Fi được cho chiếc TV và chiếc điện thoại của mình rồi, bắt đầu mình sẽ vào cái phần cài đặt điện thoại nhá. Các bạn kéo sang này, và các bạn sẽ chọn vào cái hình bánh răng này cho mình nhá. Đó, và các bạn sẽ kéo xuống cái ô là các kết nối không dây khác này. Các bạn sẽ chọn vào đây. Và ở đây thì các bạn sẽ kéo đến cái dòng là phát màn hình nhá. Hiện tại của mình bây giờ đang là tắt thì các bạn sẽ chọn vào đây. Và các bạn sẽ gạt sang xanh nhá các bạn nhá. Đó. Và bây giờ các bạn sẽ chờ để cho chiếc điện thoại của mình sẽ dò ra chiếc TV nhá. Đây các bạn để ý đây. Đã dò được chiếc TV. Và chiếc TV của nhà mình đang là Samsung LED 32. Thì mình muốn kết nối vào chiếc TV của nhà mình đấy. Mình muốn chiếu lên cái TV của nhà mình. Thì các bạn sẽ chọn vào đây. Đó, các bạn để ý ở trên cái chiếc TV của mình sẽ xuất hiện là cái dòng là bạn có muốn cho phép Oppo kết nối với TV không? Thì các bạn sẽ chọn OK cho phép cho mình nhá. Bạn sẽ cho phép này. Đó, vậy là cái màn hình điện thoại của mình đã được chiếu lên chiếc TV của nhà mình rồi. Và bây giờ các bạn mọi cái thao tác hay là nghe nhạc, xem phim ở trên chiếc điện thoại của mình, mọi cái thao tác ở trên điện thoại này của mình nhá, các bạn để ý này, sẽ được chiếu lên chiếc TV của nhà mình nhá. Thì với cái cách này thì các bạn sẽ giúp cho con cái của các bạn học được ở trên cái chiếc TV mà không lo hại mắt. Đó là mình đã hướng dẫn cho các bạn trên chiếc điện thoại Oppo của mình. Thì với cái cách này thì các bạn có thể áp dụng được cho Oppo này, Vivo, Realme. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách kết nối ở trên điện thoại Huawei. Và giờ mình các bạn muốn thoát cái này ra thì các bạn cũng sẽ vào và các bạn sẽ làm ngược lại nhá. Các bạn cũng sẽ vào phần cài đặt cho mình này. Và các bạn cũng sẽ chọn đến các kết nối không dây này. Đó, và bây giờ đang phát màn hình thì các bạn sẽ tắt đi cho mình nhá. Các bạn sẽ tắt đi. Đó, vậy là cái màn hình TV của nhà mình đã tắt đi, không kết nối với chiếc điện thoại này nữa. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để kết nối với cái dòng điện thoại Huawei nhé. Với các dòng điện thoại Huawei với Redmi đấy thì sẽ làm tương tự nhau. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên chiếc điện thoại Huawei thì nó khác một chút. Thì các bạn cũng vào cái phần cài đặt đây. Các bạn sẽ vào cài đặt đây. Và các bạn sẽ chọn đến cái kết nối thiết bị nhé. Các bạn không chọn vào không dây và mạng mà các bạn sẽ chọn vào kết nối và thiết bị này. Các bạn sẽ chọn vào đây này. Và ở đây sẽ xuất hiện cái dòng là trình chiếu không dây, thì các bạn cũng sẽ chọn vào đây. Và bây giờ các bạn sẽ để cho cái chiếc điện thoại của mình dò ra thiết bị. Đây, của mình đã dò được ra thiết bị TV đây. Thì các bạn sẽ chọn vào đây. Và các bạn cũng sẽ để ý lên chiếc màn hình TV của mình nhá. Các bạn để ý này. Các bạn để ý trên chiếc TV của nhà mình cũng sẽ có hỏi là bạn có muốn cho phép Huawei Nova 3i kết nối không? Thì các bạn cũng sẽ cho phép cho mình nhá. Các bạn đồng ý này. Các bạn chờ nhá.
Đó, vậy là cái màn hình điện thoại Huawei của mình đã được chiếu lên trên chiếc TV của nhà mình nhá. Mọi hành động hay vào mạng ở trên chiếc điện thoại này đều được chiếu lên cái chiếc TV của nhà mình. Đó, vậy là mình xin phép kết thúc cái video tại đây. Hy vọng cái video này sẽ hữu ích cho các bậc phụ huynh, giúp cho con cái của chúng ta học online dễ dàng và tốt hơn. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video chia sẻ tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.